Xin kính chào và kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 2 Tết Canh Tý của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh đậm nét chủ đề về mùa xuân với những niềm tin, kỳ vọng, mong ước vào năm mới và một số nét đẹp đầu xuân với những nội dung chính sau đây. Phỏng vấn đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhân dịp năm mới và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cầu La Tiến bắc qua sông Luộc nối tỉnh Hưng Yên với Thái Bình, nhịp cầu nối những mùa xuân. Chùm phỏng vấn các tầng lớp nhân dân về mong ước và kỳ vọng đầu xuân. Gốc đa xài thị xã Thuần Hưng, huyện Khoai Châu, địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam. Độc đáo món bánh gai ngày Tết ở thôn Điểm Tây, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong niềm vui chung cùng cả nước năm 2019, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các mặt kinh tế xã hội. Nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp chào xuân mới 2020 và đón Tết Canh Tý, trong cái không khí cả nước chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xin đồng chí cho biết những cảm nghĩ của mình trong niềm vui chung của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh. Nhân dịp đầu xuân, tôi xin trân trọng gửi tới các vị lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân và gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ trong toàn tỉnh, người Hưng Yên đang sinh sống, lao động, học tập trên mọi miền của đất nước và người Hưng Yên ở nước ngoài, lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng. Hưng Yên là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi có tổ chức đảng được thành lập từ rất sớm. Ngay từ năm 1928 đã thành lập chi bộ hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Sài Thị, Thuần Hưng, Khoái Châu. Như vậy là ở Hưng Yên chúng ta có thể khẳng định chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh ta ra đời là ngay trước ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào cách mạng sau đó đã không ngừng lớn mạnh, lan rộng toàn tỉnh. Tháng 7 năm 1941, tỉnh đã mở hội nghị các chi bộ đảng ở Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Đây có thể coi là một sự kiện rất quan trọng đánh dấu đảng bộ tỉnh ta ra đời. Lịch sử truyền thống vẻ vang của đảng bộ tỉnh đã ghi đậm nét những chiến công, sự hy sinh cùng với rất nhiều chủ trương của đảng ta lãnh đạo kịp thời và phù hợp với từng giai đoạn cách mạng để tỉnh Hưng Yên của chúng ta phát triển cùng với đất nước. Công nghiệp, nông nghiệp trong những năm qua đều phát triển mạnh. Hưng Yên là một tỉnh thuần nông và thời điểm tái lập thì có số thu ngân sách thuộc nhóm thấp nhất của cả nước. Nhưng đến nay thì tốc độ tăng trưởng kinh tế đã cao hơn bình quân chung của cả nước. Đặc biệt năm 2019, thu ngân sách đã đạt trên 16.000 tỷ đồng. Tăng gấp gần 200 lần so với lúc tái lập. Diện mạo thành thị nông thôn thì cũng đã có cái khởi sắc rõ rệt. Mới đây huyện Mỹ Hào được công nhận thị xã xây dựng nông thôn mới đã đạt kết quả rất đáng mừng. Đến nay tất cả các xã trong tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy là Hưng Yên của chúng ta đã trở thành một trong 8 tỉnh thành của cả nước hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng này. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao hơn. Trên cơ sở những cái thành tựu nổi bật mà tỉnh nhà đã được trong thời gian vừa qua, xin đồng chí cho biết những định hướng lớn của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đã đề ra những cái định hướng lớn, đó là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhanh kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo nền tảng để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp. Cùng với cái quá trình phát triển công nghiệp, thì Hưng Yên cũng đã xác định phát triển đô thị và dịch vụ là nội dung quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm đón đầu chiến lược phát triển đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Thì tới đây Hưng Yên phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, nhất là những kết quả đạt được sau hơn 23 năm tái lập tỉnh, cùng vị trí gần thủ đô Hà Nội và có cái điều kiện thuận lợi nhất định cho phát triển kinh tế, rồi truyền thống của quê hương, văn hiến, cách mạng và anh hùng. Quê hương Hưng Yên chúng ta lại vinh dự được Bác Hồ 10 lần về thăm. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trước mắt thì chúng ta phải thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở nhiệm kỳ này, đồng thời tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu Hưng Yên của chúng ta trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời hằng mong muốn, và cũng như lời động viên tin tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về tỉnh ta chúc Tết Mậu Tuất 2018, thì Tổng Bí thư đã mong là Hưng Yên ngày càng hưng yên hơn. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng xuân Canh Tý 2020 kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng về thăm di tích lịch sử cây đa Sải Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, nơi thành lập chi bộ đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, để thấy rõ hơn những đổi thay của một vùng quê cách mạng, một địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam. Theo các cụ cao tuổi Đảng ở đây kể lại, cuối năm 1928, đồng chí Nguyễn Tiến Trạc, Hội viên Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, được cử về Sài Thị gây dựng cơ sở cách mạng. Mặc dù hoạt động bí mật, bị mật thám và chính quyền tay sai địa phương theo dõi nghiêm ngặt và kiểm soát gắt gao, song nhờ có sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào cách mạng vẫn lan rộng xuống thành phố Hưng Yên và sang cả huyện Ân Thi. Khoảng một năm sau, khi phong trào đủ mạnh, cấp trên đã chính thức tuyên bố thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tại gốc đa Sải Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Đó là tháng 12 năm 1929. Cách đây 25 năm về trước, nếu như ai đã từng đến với Thuần Hưng, và giờ đây khi quay trở lại chắc chắn sẽ vô cùng ngỡ ngàng bởi sự thay da đổi thịt của mảnh đất này. Những cảnh đói nghèo, những ngôi nhà tranh tre đứa lá giờ chỉ còn lại trong ký ức của những người cao tuổi. Và thay vào đó là những gương mặt rạng ngời và những ngôi nhà cao tầng thi nhau mọc lên san sát, chẳng khác nào phố trong làng. Điều đó cho thấy Thuần Hưng không chỉ là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử, mà các thế hệ người dân nơi đây còn rất năng động, cần cù và sáng tạo, không chịu đói nghèo và luôn luôn trung thành tuyệt đối với đường lối chủ trương của Đảng. Trong những năm gần đây thì tôi thấy là Thuần Hưng có rất nhiều nét đổi thay, kể cả về cái sinh hoạt, cảnh quan, môi trường cũng như là cái kinh tế, tâm lý chung ấy là rất là phấn khởi, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và luôn luôn là cố gắng là hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ của mình đối với tập thể, đối với nhà nước và đối với địa phương. Trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ người dân nơi chung, các đảng viên của Đảng bộ Thuần Hưng nói riêng đã đoàn kết chung sức đồng lòng vì một Thuần Hưng giàu đẹp và văn minh, trong đó nổi bật là công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện dồn thửa đổi ruộng theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Điển hình nhất là năm 2015, với sự quyết tâm cao, đặc biệt là có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, những nhà hảo tâm, những người con xa quê,
Thuận Hưng đã về đích xây dựng nông thôn mới sớm hơn kế hoạch dự kiến 4 năm. Phát huy cái truyền thống của quê hương là nơi mà thành lập chi bộ đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Đảng bộ phát động mỗi đồng chí đảng viên, mỗi đồng chí hội viên của các ngành đoàn thể đăng ký làm một việc làm cụ thể để góp phần vào xây dựng nông thôn mới. Và đặc biệt là công tác xã hội hóa thì cả một cái ngôi trường tiểu học là chúng tôi vận động được trên 20 tỷ xây mới hoàn toàn. Đấy, và chuyển toàn bộ cái khu trường tiểu học sang cái khu vực mới. Đầu năm 2020 khả năng phần lớn là Thuận Hưng chúng tôi sẽ đạt được về nông thôn mới nâng cao. Với những thành tựu đã đạt được kể từ sau ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ và nhân dân Thuận Hưng vẫn đang tiếp tục đoàn kết nỗ lực bên nhau để cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn và văn minh hơn, để mãi xứng đáng là địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam và là niềm tự hào của các thế hệ người dân tỉnh Hưng Yên. Cầu La Tiến là cây cầu thứ ba bắc qua sông Luộc và sông Hồng, nối Hưng Yên với tỉnh Thái Bình, Hà Nam và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau 22 tháng thi công, cầu đã hoàn thành tiến độ trước thời gian 6 tháng. Cây cầu vừa được thông xe vào những ngày cuối năm 2019 là nhịp cầu nối những mùa xuân của người dân tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình. Kể từ khi cầu La Tiến được hoàn thành, có lẽ những tiểu thương ở Thái Bình thường xuyên buôn bán ở chợ La Tiến, xã Nguyên Hòa là những người cảm thấy phấn khởi nhất bởi việc đi lại giờ đây thuận tiện hơn. Không khí của phiên chợ ngày Tết năm nay cũng đông vui nhộn nhịp hơn so với mọi năm. Tôi bán ở đây là 35 năm. Ngày xưa đi phà, đi đò đấy là phải dậy sớm. Đi xe đạp thì mất 240 một tháng, còn nếu đi xe máy thì mất 480 một tháng. Bây giờ đi cầu thì là không phải mất tiền mà lại thoải mái. Đi lúc nào thì mình đi mà mình về lúc nào thì mình về, nó thuận. Nói chung là dân ai cũng phấn khởi. Tôi là người Thái Bình, tôi lấy chồng về La Tiến. Ngày xưa mà có đò đấy thì tôi cứ phải hàng tháng mới lại hơn tháng mới về một lần. Còn bây giờ thì cứ tối đấy là đi chơi tối thôi. Khoảng 9-10 giờ mình về cũng được, nó không ngại, đi nó nhanh mà. Chứ trước đi đò còn phải chờ, cứ phải nửa tiếng. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường liên tỉnh nối đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có cầu La Tiến được khởi công từ đầu tháng 2 năm 2018. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, mặt cắt ngang cầu rộng 12m, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế đạt 80 km/h. Cầu La Tiến có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với việc gắn kết các trung tâm văn hóa chính trị, tạo không gian phát triển công nghiệp đô thị và điều kiện thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên và vùng đồng bằng sông Hồng. Cầu La Tiến mang lại một cái lợi thế của phục cử, đó là tạo cái điều kiện để thúc đẩy đưa cái nông nghiệp theo cái hướng phát triển tập trung hàng hóa. Và bên cạnh đó là cũng là cái cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tăng thu nhập cho người nông dân và giải quyết việc làm cái lao động nông nhàn trong nông dân. Bên cạnh đó, cầu La Tiến là một cái cầu được nối liền và rất gần cái khu gọi là cây đa và đền La Tiến. Cái thứ hai là cái đền Tông Trân Quốc Hoa. Đây là cái điểm giao lưu giao thương và phát triển du lịch rất tốt, cái du lịch tâm linh trong cái cộng đồng của cái khu vực đồng bằng sông Hồng, tỉnh Hưng Yên, trong đó có huyện Phù Cừ. Người dân xã Nguyên Hòa của huyện Phù Cừ và xã Điệp Nông của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình gọi cầu La Tiến là cây cầu nối mùa xuân. Bởi việc cầu La Tiến sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng đã giúp cho người dân nơi đây thuận tiện hơn trong việc đi lại vào dịp Tết Canh Tí này. Khái niệm vùng sâu, vùng xa cũng không còn nữa, thay vào đó là những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi,
đã có nhiều nông dân trong tỉnh để lại dấu ấn đột phá. Nhân dịp xuân Canh Tí 2020, nhóm phóng viên Phòng Thời sự Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên có cuộc gặp gỡ những triệu phú, tỷ phú nông dân tuổi Tí tại các huyện Văn Giang, Kim Động trong khoảnh khắc đón chào năm mới. Nông dân Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, là người tâm huyết theo đuổi nghề trồng nấm sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động. Năm 2009, anh Tú từ bỏ công việc với mức lương tương đối khá tại một doanh nghiệp trong tỉnh để tập trung đầu tư sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu với tổng diện tích gần 1 hectare. Thị trường tiêu thụ rất tốt, sản phẩm đầu ra thì cũng đang thiếu, bà con thì sản xuất thì cũng không đủ để cung cấp cho thị trường. Chính vì thế nó là cái yếu tố để mục tiêu quyết tâm của tôi là phát triển theo đuổi ngành nấm từ 2009. Thì đến năm 2018 thì tôi cũng thành lập hợp tác xã Nấm Sạch Việt Tú. Bình quân mỗi năm, cơ sở sản xuất nấm của anh Tú cung cấp ra thị trường sản lượng trên 30 tấn nấm sò, nấm linh chi, bộc nhĩ một năm. Đặc biệt, hợp tác xã đã sản xuất thành công trà nấm linh chi dưới dạng túi lọc và cô đặc thành cao, đã được chứng nhận sản phẩm an toàn, phòng chống các bệnh về gan, tiểu đường và thanh lọc cơ thể, bước đầu được người tiêu dùng đón nhận. Nông dân Bì Văn Nhanh, sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý, là một trong những nông dân tỷ phú từ nghề trồng cây cảnh tại thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Do có kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc, nên chất lượng cây cảnh của gia đình ông Nhanh luôn được thị trường ưa chuộng. Tính riêng dịp Tết này, gia đình ông đã bán 1.500 cây quất có giá từ hơn 400.000 đến gần 2 triệu đồng một cây và 150 chậu bưởi cảnh, thu trên 1 tỷ đồng. Gia đình tôi là tiêu thụ hầu như không còn cây nào trên bãi. Mọi năm là người tôi không bị mất giá. Bằng sự cần cù chịu khó, đôi bàn tay khéo léo và tư duy nhạy bén, đã có rất nhiều nông dân để lại những dấu ấn đậm nét trong sản xuất, kinh doanh. Kết quả cụ thể nhất là số lượng các triệu phú, tỷ phú nông dân tại tỉnh Hưng Yên ngày càng nhiều, trong đó có không ít là những nông dân tuổi Tý tiêu biểu. Năm mới với niềm vui và hy vọng mới, mong cho một năm mưa thuận gió hòa để nông dân Hưng Yên tiếp tục nỗ lực thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân là mùa khởi đầu, mùa của hy vọng. Mùa xuân năm Canh Tí đến cùng rất nhiều hy vọng, mong ước những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, mọi nhà và cho cả quê hương đất nước. Thì đối với người nông dân tôi chỉ mong muốn sang một năm mới là mưa thuận gió hòa này, đấy, thời tiết phù hộ cho người nông dân chăn nuôi cũng như là cày cấy là nó hợp với lại cái gia súc gia cầm, không có dịch bệnh để đảm bảo cái sự chăn nuôi của người nông dân. Bản thân tôi là một công nhân, sang năm 2020 này thì tôi mong muốn là công ty mình là làm ăn là phát đạt, thì sẽ chăm lo đến đời sống của công nhân nhiều hơn. Các cái chế độ thì nó sẽ được tốt hơn cho công nhân và thu nhập của tôi sẽ cao hơn so với các năm trước. Sang năm mới, tôi chúc bà con làm ăn phát đạt để mua sắm hàng hóa cho chúng tôi, thương gia được đắt hàng hơn. Đối với gia đình và các bạn, những người thân xung quanh em thì em mong muốn là trong năm tới họ không chỉ có thật sức khỏe thật dồi dào và còn có một cuộc sống thật là hạnh phúc và sẽ tiếp tục thăng tiến trong công việc cũng như chuyện học tập. Còn đối với bản thân em thì hiện tại thì em đã là học sinh lớp 12, nên là mong ước duy nhất của em là trong năm tới em sẽ có thể đỗ được cái trường đại học mà mình mong muốn, hoàn thành được dự định của mình trong tương lai. Bước sang năm mới Canh Tí 2020, mong Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa tới nghề giáo viên mầm non như chúng tôi. Với học trò thì tôi rất mong được các bậc phụ huynh là thông cảm và phối kết hợp giữa các bậc phụ huynh và giáo viên để chăm sóc các con tốt hơn ở nhà trường cũng như ở gia đình, để tạo cho các con có một môi trường lành mạnh, an toàn, không xảy ra tình trạng bạo lực hay là xâm hại trẻ em. Thế một cái điều là mong muốn đó, tức là tất cả các đảng viên và nhất là những các lớp trẻ tích cực cái là phấn đấu, thế tu dưỡng là rèn luyện và tức là tham gia công tác để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương, làm thế nào tức là thực hiện được cái đường lối của Đảng là mục tiêu là làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Vào ngày Tết cổ truyền, người dân thôn Điềm Tây, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ có phong tục gói bánh gai to như bánh chưng, là nét đẹp văn hóa đã đi sâu vào tiềm thức của người dân nơi đây. Bà Nguyễn Thị Lành,
ở thôn Điểm Tây đã gói bánh gai mấy chục năm nay. Lúc trước, bà chủ yếu gói để cúng tổ tiên và làm quà cho con cháu xa gần. Về sau, nhiều người nhờ bà gói hộ, dần dần bà gói bánh gai để bán. Mỗi vụ Tết, bà Lành làm khoảng 2.000 chiếc bánh gai phục vụ thị trường. Đó là cách để bà giữ gìn nét đẹp văn hóa của ông cha không bị mai một trước cuộc sống hối hả thời hiện đại. Tôi gói bánh gai được 20 năm nay rồi. Và cái nghề bánh gai này là của bố tôi truyền đại cho tôi. Bánh gai ở nơi ở quê hương chúng tôi ấy, là có cái vị thơm của cái lá gai rất là thơm. Theo các cụ cao niên kể lại, những chiếc bánh gai đầu tiên ở làng Điểm Xá, xã Bình Phượng có từ thế kỷ 11, nay là thôn Điểm Đông và thôn Điểm Tây. Cũng như bánh chưng, bánh gai ở đây tượng trưng cho đất nên có hình vuông. Hiện nay toàn thôn Điểm Tây có 300 hộ, gần như tất cả các gia đình đều gói hoặc mua bánh gai để ăn Tết. Năm 20 tuổi tôi thấy ông cha truyền lại là gói bánh gai, là toàn bộ cái xã Bình Phượng này là đều biết gói bánh gai và biết làm. Thế còn nguyên liệu tất cả các thứ là đều làm mà ra hết chứ không phải đi mua. Tôi đã cao tuổi rồi thì đi là con cái tôi lại truyền lại để cho nó làm. Ngày Tết là phải có bánh gai. Gần như nhà nào trong thôn cũng trồng cây gai để phục vụ cho việc gói bánh ngày Tết. Lá gai được thu hái phơi khô tự nhiên rồi nấu nhừ, xay nhuyễn, trộn với gạo nếp. Đó cũng là bí quyết để tạo nên vỏ bánh gai thơm dẻo truyền thống mà không địa phương nào có được. Nhân bánh gồm có đỗ xanh, dừa, lạc, mứt bí, thịt và được gói bằng lá chuối khô. Ngày nay, người dân làm cả bánh gấc để mong một năm gặp nhiều may mắn, tài lộc. Nhiều hộ gia đình thì cũng đã thi nhau để mà gói, để mà giữ lại cái nghề. Bánh gai của quê hương chúng tôi thì hiện nay thì cũng là được nhiều các cái vị khách xa gần cũng đã đem đi sử dụng. Ai đã một lần được thưởng thức bánh gai Bình Phượng hẳn sẽ không thể quên được hương vị thơm ngon của món ăn đậm chất dân dã này. Đây cũng là món quà bình dị mà người dân trao gửi cho nhau nhân dịp Tết đến xuân về. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.